Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu một ngày người em yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau đây họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dấu muôn mang. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quên luôn chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Mình làm anh đau lắm em có biết không, từng ngày ngồi nhớ mong để rồi phải ngóng trông. Anh tôi nghiêm túc vậy thôi chứ mọi người. Đi thay đồ. Có kiếp nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu? Có đơn